Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm 1998. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta sẽ học về bốn lời quán nguyện trong buổi công phu chiều thứ hai. Nhưng mà trước đó chúng ta có một vài công việc cần phải công bố. Ngày mùng 4 tháng 2 sắp đến là ngày xuất gia của một số các sư em tương lai. Ngày mùng 4 tháng 2 là ngày rất tốt. Đó là ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Và buổi sáng thì chúng ta sẽ có lễ xuất gia cho các sư em. Cái bụng của thầy có mấy đứa ở trong này? Chắc chắn là có hơn 3 đứa. Không biết là khi sinh ra thì nó mấy đứa, đến ngày 23 thầy mới biết rõ. Và sau khi ăn cơm trưa xong thì tới buổi chiều mình sẽ có một lễ trường đăng. Và trong lễ trường đăng này thì thầy và đại chúng sẽ trường đăng cho sư chị trụ trì của xóm mới là sư chị Trung Chính. Và lễ trường đăng này chỉ có một người được trường đăng thôi là sư chị Trung Chính. Và cũng vì vậy cho nên cái bài pháp thoại của sư chị Tân Giáo Thọ có thể dài hơn 10 phút, có thể là 30 phút hay là 40 phút. Và thầy đã có comment cái đề tài rồi. Tại thầy nghĩ rằng nếu sư chị nói về cái đề tài con đã đi tìm Thế Tôn, tức là hồi nhỏ tiếp xúc với đạo Bụt làm sao, rồi mong ước đi tu làm sao, có những khó khăn nào, rồi đến khi xuất gia rồi thì gặp những khó khăn nào, những hạnh phúc nào, trên đường tu học có những cái chướng ngại nào đã vượt qua, nương tựa tăng thân được những cái lợi lạc nào. Thì thầy biết chắc rằng nếu cái bài pháp thoại được nói với cái đề tài đó thì đại chúng sẽ lắng nghe lắm, sẽ rất là hấp dẫn. Thành ra hôm mùng 4 tháng 2 Tây là một hôm rất là hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Và các sư em mới xuất gia buổi sáng thì buổi chiều đã được đắp y ngồi phía trên chung với là tăng đoàn để yểm trợ cho sư chị. Nhân tiện đây thầy cũng công bố danh sách các vị giáo thọ tập sự. Các vị giáo thọ tập sự mình dịch làm sao? Apprentice Dharma Teacher, chứ không phải Assistant Dharma Teacher. Các vị giáo thọ tập sự sẽ được trường đăng trong năm nay và sang năm, tức là trong năm 98 và trong năm 99, để năm 2000 mình có khá khá chút. Tại vì nuôi con cứ trông cho nó lớn, mà nó không có lớn thì rất rầu. Những cái vị mà có tên trong số các vị giáo thọ tập sự, có lẽ là mình dùng chữ Apprentice Dharma Teacher. Có vị đã xứng đáng được trường đăng, nhưng mà các vị có thể chờ được chút xíu. Thầy rất cần tới tăng thân yểm trợ để cho những vị giáo thọ tập sự này có thể được trường đăng trong vòng năm nay và sau năm. Có thể chúng ta thất bại là trong số này có những người, có một vài người có thể bị rớt qua năm sau. Cái đó là tùy theo cái sự yểm trợ của tăng thân và tùy theo cái sự yểm trợ, cái thực tập của đương sự. Tại vì thầy rất là ý thức được cái vai trò nuôi dưỡng và yểm trợ của tăng thân. Và vì vậy cho nên thầy lắng nghe tăng thân để đi tới quyết định là nên truyền đăng cho những vị nào trước. Tại vì con mắt của tăng thân, tức là tăng nhãn, nó có một cái, có cái thấy mà bất cứ ai trong chúng ta cũng không có thấy rõ bằng. Chính cái thấy của thầy cũng không có được toàn vẹn và sâu sắc bằng cái thấy của tăng thân. Cho nên thầy cũng đang nương tựa vào tăng thân
để quyết định là trong năm nay chúng ta có thể truyền đăng được cho mấy vị, và sang năm thì chúng ta có thể truyền đăng cho mấy vị. Nếu mà mọi sự tốt đẹp á, thì tất cả những vị được nominated, được đề cử làm giáo thọ tập sự sẽ được truyền đăng trong năm nay và năm tới. Mà nếu chúng ta rủi ro thì sẽ có vài ba vị lọt lại cho tương lai. Cái đó hoàn toàn là do sự thực tập của chúng ta, và do ở cái sự yểm trợ của tăng thân. Và sang năm thầy sẽ, sang năm tức là năm 1999, 3 số 9, thì thầy sẽ đề cử thêm một số các vị giáo thọ tập sự khác mà không có tên ngày hôm nay. Tại vì thầy thấy rằng trong các sư em có nhiều người có hạt giống giáo thọ rất tốt, tuy là mới tu 1 năm 2 năm nhưng mà đã có những cái dấu hiệu nó chứng tỏ rằng các vị này có thể trở nên những vị xuất gia có hạnh phúc và độ được rất nhiều người. Thì đại chúng cũng như thầy đều thấy một cách rất rõ ràng rằng là cái yếu tố vững chãi là cái yếu tố rất quan trọng của một vị giáo thọ. Vững chãi không có nghĩa là, vững chãi có nghĩa là không có trồi sụp, không có lên xuống, không có thay đổi. Nếu không có cái yếu tố vững chãi đó thì rất khó để mà có hạnh phúc. Trước hết nếu mình có cái yếu tố vững chãi trong cái đời sống tu hành của mình, thì liên hệ của mình với các huynh đệ, với các anh chị em của mình nó không có được tốt đẹp, và mình không có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên cái yếu tố thứ hai thì cần thiết của một vị giáo thọ, tức là có cái sự hài hòa, có cái sự truyền thông dễ dàng giữa mình và những sư anh, sư em, sư chị của mình ở trong đại chúng. Và đó là cái dấu hiệu của một vị giáo thọ tốt. Và cố nhiên là khi mà có cái đó, có cái sự truyền thông dễ dàng thì mình có hạnh phúc. Và một vị giáo thọ là phải là một người có hạnh phúc, là tại vì mình làm giáo thọ dạy người ta không phải là dạy bằng lời, bằng những bài pháp thoại, mà mình dạy bằng cái sự sống hàng ngày của mình, cái cách mình tiếp xử với sư anh mình, với sư em mình, với sư chị mình, cách mình tiếp xử và giúp đỡ những người thiền sinh tới với mình. Và cái đó nó chứng tỏ rằng mình đã xứng đáng làm một vị giáo thọ hay chưa. Thì con mắt của đại chúng rất sáng, của từng người thì có thể chưa sáng, nhưng mà của tất cả đại chúng họp lại thì rất sáng. Và thầy sẽ nương tựa trên cái tăng nhãn đó để mà quyết định là trong năm nay thì các vị nào sẽ được truyền đăng trước, và những vị nào sẽ được truyền đăng sang năm. Và điều thầy ước mơ là không có người nào bị rơi vào năm tới. Nhưng từ đây thầy cũng xin trình bày cho quý vị biết về cái phương pháp soi sáng. Phương pháp soi sáng nó có thể mất thì giờ một chút, nhưng mà cái thì giờ dùng để soi sáng là cái thì giờ thực tập của mình. Tại vì khi mình ngồi thiền hay là mình đi thiền hành thì mình cũng thực tập quán chiếu thôi. Thì khi mình làm công việc soi sáng, mình đừng coi là mất thì giờ, tại vì soi sáng là một cái phương pháp quán chiếu. The capacity to discern, of discernment, cái khả năng quyết trạch là cái mình tập luyện trong khi mình soi sáng. The cultivation of the capacity to discern. Thì khi tất cả những người trong đại chúng, người nào cũng cần phải được soi sáng. Và nếu mình chưa được soi sáng thì mình phải xin tăng thân soi sáng cho mình. Tại vì mình được bao bọc bởi một cái tăng thân có thực tập quán chiếu
nhận xét, mà mình không có lợi dụng được cái thấy của tăng thân để nương vào đó mà tu tập thì rất uổng. Do đó cho nên mỗi người đều nên cầu xin tăng thân soi sáng cho mình. Và khi mà tăng thân ngồi lại để soi sáng thì cái thời gian ngồi lại đó là một cái thời gian thiền tập mà không có mất thì giờ, tại vì đối tượng quán chiếu rất rõ ràng. Thì phương pháp như thế này quý vị có thể áp dụng ở xóm hạ, ở xóm thường, ở xóm mới, người nào cũng cần được soi sáng hết. Và có thể là đương sự không có mặt ở trong buổi soi sáng, nhưng mà tất cả những người khác đều có mặt ở trong buổi soi sáng, dầu là các vị Sajini cũng được tham dự, và dầu là các vị cư sĩ cũng được tham dự. Nếu mà đây là cái chuyện soi sáng cho một đương sự cư sĩ, trước hết á, thì chúng ta ngồi lại với nhau, và vị chư tòa sẽ mở lời xin đại chúng soi sáng cho một người nào đó tên là X. Thì vị đó nói rằng là hôm nay xin đại chúng soi sáng giúp cho đương sự, tại vì đương sự cầu xin sự soi sáng này, và xin đại chúng từ bi đem cái sự quán chiếu của mình nói thẳng ra những điều quý vị thấy về người đó, và cho biết một cách rõ ràng là người đó có thể hành xử như thế nào để có thể có được nhiều tiến bộ trên con đường tu học, người đó nên làm cái gì và người đó nên không nên làm cái gì để cho cái sự thực tập được đi tới. Thì sau đó thì để cho khỏi mất thời giờ thì chúng ta có thể sử dụng mỗi người một tờ giấy và một cây bút, tại vì phương pháp của Lăng Mai thiền tập quán chiếu có thể sử dụng được cuốn sổ tay. Thì trước hết á, là mình ghi xuống những cái ưu điểm của đương sự. Điều này rất là quan trọng, tại vì đôi khi mình vì một cái khuyết điểm của đương sự mà mình không thấy được những ưu điểm của người đó, và vì vậy cho nên trong cái sự soi sáng mình có thể có hơi thiên vị hay là có thành kiến. Và vì vậy cho nên phải để cái thời gian đầu vào chuyện quán chiếu về những cái điểm tích cực của đương sự, điểm thứ nhất, điểm thứ hai và điểm thứ ba. Chúng ta ngồi cùng chung với nhau để có năng lượng, nhưng mà chúng ta mỗi người có cái bút và tờ giấy, và chúng ta làm công việc quán chiếu đó. Chúng ta thở, chúng ta nhìn, và chúng ta ghi xuống những cái điểm mà chúng ta thấy là tích cực đối với đương sự. Cái thời gian đó nó phải có định tạm đủ để cho sự quán chiếu được sâu sắc. Ví dụ như chúng ta cho 10 phút hay là 8 phút hay là 12 phút nếu cần. Và sau đó thì đại chúng mỗi người sẽ quán chiếu để thấy những cái khuyết điểm của đương sự. Những khuyết điểm của đương sự. Và cố nhiên là sau cái phần tích cực, phần tiêu cực thì có cái phần khuyên nhủ, phần soi sáng. Cái phần này là những cái đề nghị của người quán chiếu cho đương sự, là đương sự nên làm thế nào để có thể chuyển hóa được những cái điểm tiêu cực và mở mang được, phát triển được những cái điểm tích cực. Thì sau khi mà đại chúng đã làm việc xong rồi thì đại chúng sẽ được nghe cái kết quả quán chiếu của từng người. Trong khi nghe người đầu
nói cái ba điểm của người đó, nói về cái kết quả của sự quán chiếu người đó, thì ta có thể so sánh, ta có thể có cái cơ hội so sánh, quán chiếu trở lại cái thấy của ta, và do đó ta có thể bố túc được cái kết quả của sự quán chiếu của ta, tại vì ta đang phối hợp cái tuệ giác của người đó với cái tuệ giác của chính ta. Và vì vậy cho nên người thứ nhất nói xong thì ta đã có thể thay đổi được một chút ít cái kết quả quán chiếu của ta rồi. Và khi đến người thứ hai nói lên thì ta lại có một cơ hội phối hợp cái tuệ giác của người đó với tuệ giác của ta. Và vì vậy cho nên khi mà 5 người, 7 người, 10 người ở trong cái nhóm quán chiếu mà nói xong cái kết quả quán chiếu của họ, thì ta đã đi tới một cái kết quả giàu có hơn là cái kết quả mà ta đã đạt được trong khi quán chiếu một mình. Đó là cái bước thứ hai. Người nào cũng làm như vậy hết. Và sau đó thì cái tờ giấy của người nào cũng có những cái thêm bớt, nó làm cho cái thấy của người đó giàu lên. Rồi cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn kiến hòa đồng giải, nghĩa là có thể trong đại chúng có những cái nhận xét nó không giống nhau. Có người nói về cái điểm tích cực này, nhưng mà có người nói cái điểm tích cực đó không có đúng như vậy. Và vì vậy cho nên đây là cái phần thứ ba gọi là kiến hòa đồng giải. Ví dụ như là đương sự có một người nói đương sự có một cái khuyết điểm này, nhưng mà mình thấy cái đó không thực sự là một khuyết điểm, thì mình xin đưa tay để mình đánh bực cho người đó. Sư anh nói rằng vì đó có khuyết điểm này, nhưng mà theo em nghĩ thì đó là tại vì cái duyên cớ này, duyên cớ kia để cho mình có thể có cái cảm tưởng như vậy. Theo em thấy thì cái đương sự không có cái khuyết điểm này, và mình đem hết tất cả cái trí tuệ của mình để mình minh vực cho người đó, mình giúp cho đại chúng thấy được cái mà mình đã thấy. Cái đó là minh vực. Còn giả dụ có một sư chị mà đã nói lên trong cái phần tích cực là sư em có cái ưu điểm này, nhưng mà mình thấy sư em quả thực không có ưu điểm đó, thì mình cũng có quyền chia sẻ. Mình nói là cái ưu điểm đó em chưa thấy, sư chỉ có thể nói cho em thấy, nhưng mà em thực sự chưa thấy cái ưu điểm đó của đương sự. Và đó là phần thứ ba, và là phần kiến hòa đồng giải. Và sau khi mà chúng ta đi qua được ba phần đó thì là sự so sánh đã được hoàn tất. Cái vị mà ghi chép á, cái vị thơ ký làm ghi chép á, sẽ thu lượm hết tất cả những cái tài liệu trên tay và tổng góp lại làm thành cái bản soi sáng cho đương sự. Và chúng ta làm cái đó, cái công việc đó với tất cả tình thương, với tất cả cái trí tuệ của tăng thân. Và nếu cái mà ta thừa hưởng được của tăng thân, cái quan trọng và quý hóa mà ta thừa hưởng được của tăng thân trong khi sống với tăng thân chính là cái kết quả của sự soi sáng của tăng thân, được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ. Đây là một sự thật, chứ không phải là một lời nói, một nguyên tắc vu vơ mà thôi. Nếu đại chúng tổ chức soi sáng theo kiểu này thì sẽ không có tốn thời giờ nhiều lắm, là tại vì trong một cái thời gian tất cả mọi người đều làm việc chung. Giai đoạn thứ nhất là mỗi người quán chiếu, giai đoạn thứ hai là nghe kết quả của sự quán chiếu của những người khác để mà bổ túc cho quán chiếu của mình, giai đoạn thứ ba là trao đổi cái kiến giải của mình, và sau đó thì những kết quả đó sẽ được thu thập lại. Do đó cho nên trong cái buổi quán chiếu đó, nhất là trong phần thứ ba, thì phải có cái máy thu thanh để thu lại những cái lời nói qua, những lời nói lại để soi sáng cho nhau. Và cái bản thu thanh đó có thể sau này sẽ không cần phải giữ lại, sẽ dùng để mà thu thanh cái người thứ hai,
về sự quản chiếu về người thứ hai hay người thứ ba không có cần giữ lại. Tại vì cái kết quả mà thu lượm được sau cái buổi quán chiếu là cái ý kiến chung của tăng thân chứ không phải là của từng người nữa. Thì nếu mà tăng thân làm một quyết định nào mà quyết định đó được làm theo cái cách thức vừa rồi đó, thì cái quyết định đó là cái quyết định cao nhất và hay nhất của tăng thân. Tại vì đó nó đi tới từ cái tuệ giác cao nhất của tăng thân, và không có ai sẽ hối hận nữa, là tại vì đó là cái sự kết hợp của tất cả những cái thấy, mà không phải cái thấy của riêng một người. Sau đây là tên của các vị xuất gia được đề cử làm giáo thọ tập sự. Và cố nhiên là sang năm thầy sẽ đề cử thêm một số các vị khác. Trước hết là sư anh Vô Ngại. Sư cô Định Nghiêm, sư anh Pháp Ứng, sư cô Hương Nghiêm, sư cô Thoại Nghiêm, sư anh Pháp Ấn, sư cô Bảo Nghiêm, sư cô Hoa Nghiêm, sư anh Pháp Thành, sư cô Tuệ Nghiêm, và xem Pháp Dụng. Và các vị này với tư cách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vị. Các vị này với tư cách là giáo thọ tập sự thì phải làm công việc mình cho đàng hoàng. Tại vì trong cái đời sống hàng ngày, các vị sẽ cộng tác với các vị giáo thọ. Trong những buổi họp của các vị giáo thọ thì các vị sẽ có sự tham dự của quý vị, và các vị cũng sẽ được giao phó trách nhiệm. Giao phó trách nhiệm để phục vụ cho tăng thân. Và chúng ta cũng cần, tất cả chúng ta cũng đều cần phải có sự sẵn sàng soi sáng của tăng thân để có thể làm được công việc giáo thọ này một cách có hiệu quả hơn. Cái quan trọng nhất là mình làm cho nó lớn lên cái tính cách vững chãi trong con người mình. Mình làm cho cái sự truyền thông liên hệ giữa mình với những người sư anh, sư chị, sư em của mình nó dễ dàng hơn, nó sâu sắc hơn. Và do đó cho nên cái hạnh phúc của mình sống ở trong tăng thân nó lớn hơn,
Và đó là những cái điều mà tăng thân trông cậy. Và tăng thân sẽ nhìn vào cái đó, sẽ yểm trợ mình, để tại vì đó là ước muốn của thầy cũng như ước muốn của tất cả tăng thân, là tất cả chúng ta đều có thể thành công trong cái cuộc đời tu học của chúng ta. Và như thầy đã nói là trong năm nay, có thể là giữa năm, có thể là vào mùa thu, và chúng ta sẽ có cơ hội truyền đăng cho một số các vị, ví dụ như là 5 vị hay là 6 vị hay là 4 vị, tùy theo cái nhìn của đại chúng. Và sang năm thì chúng ta sẽ truyền đăng thêm cho một số các vị khác. Thầy xin đọc lại tên, tại vì thầy có thể nhảy: Bảo Nghiêm, Hoa Nghiêm, Hương Nghiêm, Thoại Nghiêm, Định Nghiêm, Tuệ Nghiêm, Vô Ngại, Pháp Ấn, Pháp Thành, Pháp Dụng và Pháp Ứng. Và cô nhiên như thầy đã nói là sang năm vào khóa mùa đông, thầy sẽ đề nghị thêm một số các vị giáo thọ tập sự nữa. Đứng về phương diện cư sĩ, giáo thọ tập sự cư sĩ, thì thầy đề nghị anh Hoàng và anh Đức. Tại vì anh Hoàng, anh Đức ở làng cũng lâu rồi, học quá nhiều về phương diện lý thuyết rồi, và đến lúc cần phải tập sự để giúp người. Tại vì xóm hạ thiền sinh hay khi nào có chuyện họ tới với giáo thọ Kha với Helga nhiều hơn. Chị Tình Thúy cũng vậy, tuy đã làm giáo thọ rồi nhưng mà hơi làm biếng, không có giúp thiền sinh nhiều bằng hai vị giáo thọ kia. Và thầy rất muốn là anh Hoàng, anh bác sĩ Hoàng với là anh Đức tập sự làm giáo thọ cho vững chãi, chia bớt công việc của Kha, của Helga. Để cho tăng thân được nhờ, để cho thầy được nhờ. Có những điều gì mà đại chúng chưa hiểu thì có thể hỏi thầy sau này. Có thể là thầy đã quên đi một vài cái chi tiết. Hôm nay chúng ta học về bốn lời quán nguyện ở trang 32 của sách Nhật Thường Thiền Môn năm 2000. Bốn lời quán nguyện, tại vì chúng ta hướng cái lời quán nguyện của chúng ta đến bốn vị Bồ Tát lớn. Vị Bồ Tát đầu là Quan Thế Âm, vị Bồ Tát thứ hai là Phổ Hiền, vị Bồ Tát thứ ba là Địa Tạng. Bồ Tát thứ hai là Văn Thù, thứ ba là Phổ Hiền và thứ tư là Địa Tạng. Trong sách Nhật Tùng Thiền Môn á, thì các tác giả đã đề nghị rằng khi mà chúng ta đọc bài quán nguyện, chúng ta có thể theo cái phương pháp đọc một người để tất cả đại chúng được nghe, hoặc là bốn người, mỗi người đọc một đoạn quán nguyện. Và cố nhiên mà khi đọc những lời quán nguyện này thì chúng ta phải có rất nhiều định, nhiều niệm để cho chúng ta có đủ năng lượng. Tại cái năng lượng của chúng ta khi đọc đó, sẽ rất quan trọng cho đại chúng. Làm thế nào để cho lời kinh nó thấm vào, nó đánh động vào trái tim của tất cả những người trong đại chúng. Bởi vì vậy cho nên trước đó phải chọn người, chọn những người nào mà có cái giọng đọc truyền cảm, có cái hiểu sâu sắc về bốn lời quán nguyện này. Và nhất là trong khi đọc phải có đầy đủ niệm và định. Không những phải đọc cho thông suốt mà phải đọc thong thả,
mà phải truyền cái niệm và cái định của mình đi theo cái lời nói thì đại chúng mới được hưởng sự lợi lạc. Cố nhiên là chúng ta phải cho mọi người trong đại chúng cái cơ hội để thực tập, đọc lên. Nhưng mà khi mà người đó thực tập chưa vững thì chưa cho đọc ở trong đại chúng. Chúng ta phải tập những người đó đọc ở ngoài, vườn bận hay đọc ở ngoài lớp học, cho đến khi nào người đó đọc được rồi thì chúng ta mới cho đọc ở trong đại chúng, chứ không phải là tập, nghĩa là tập trong thiền đường hay là pháp đường. Những cái bài như là bài pháp môn tỏa sáng buổi ban mai, hay là những bài vững thân ngồi dưới cội bồ đề, hay là những cái bài dân hương, cũng vậy, người nào cũng có cơ hội thực tập cả. Nhưng mà trước khi thực tập trong chánh điện, trong thiền đường thì phải thực tập ở ngoài. Và khi vị tri chúng thấy rằng, vị trụ trì thấy rằng cái giọng người này đã có thể vào thực tập ở trong chùa được thì mới cho. Điều này có lẽ là chúng ta chưa thực hiện, nhưng mà chúng ta phải thực hiện. Chúng ta không có nên thực tập ngay ở trong những buổi lễ chính thức, những cái buổi công phu chính thức. Chúng ta phải cho thực tập ở ngoài trước, và khi đã tạm tạm được rồi thì chúng ta mới cho vô. Chứ còn khi sướng lên một cái mà tất cả mọi người đều cười khúc khích hết thì chúng ta mất hết tất cả cái sự uy nghi, cái vẻ uy nghi của buổi lễ. Mục đích của những lời quán nguyện này là làm thế nào để đánh động những cái hạt giống vững chãi, thảnh thơi, thương yêu và hiểu biết ở trong con người của ta. Và ban đầu thì các vị Bồ Tát lớn như Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Địa Tạng có thể được nhìn nhận như là những vị Bồ Tát ở ngoài ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực tập và vững chãi thì chúng ta sẽ thấy được rằng các vị Bồ Tát đó đang ở trong ta, và ta cũng có những hạt giống năng lượng của các vị Bồ Tát đó. Có thể những nhà khảo cứu họ nói rằng các vị Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Địa Tạng có phải là những nhân vật lịch sử không? Họ sinh ở đâu, năm nào, họ xuất gia năm nào, họ thành đạt năm nào? Chúng ta có thể có những nhà học giả họ hỏi như vậy. Và chúng ta có thể bối rối là tại vì chúng ta không có những cái tư liệu đó. Nhưng mà chúng ta thực tập theo cái con mắt của truyền thống Đại Thừa, chúng ta thấy những cái chi tiết đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái tên đó, cái con người đó, nó đứng đại diện được cho một cái gì. Ví dụ như là tình thương và khả năng lắng nghe. Tình thương và khả năng lắng nghe là một cái có thật, nhưng mà ta chỉ có thể tiếp xúc được với cái tình thương và cái khả năng lắng nghe khi mà ta tiếp xúc được với một con người. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm là một con người. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng chỉ có Bồ Tát Quan Thế Âm mới là người có tình thương và là người có khả năng lắng nghe. Tại vì xung quanh ta, ngay trong cái đoàn thể mà chúng ta sống, cũng có những người có tình thương và cũng có những người có khả năng lắng nghe. Có những người có tình thương khá lớn và có những người có khả năng lắng nghe khá lớn. Có người thì cái tình thương nhỏ hơn và khả năng lắng nghe nhỏ hơn, nhưng mà ai cũng có tình thương và ai cũng có khả năng lắng nghe. Và vì vậy cho nên ta biết rằng Quan Thế Âm Bồ Tát là một nhân vật có thiệt, không phải trong quá khứ mà thôi, nhưng mà có thiệt trong hiện tại. Và chính trong ta cũng có Quan Thế Âm Bồ Tát. Và vì vậy cái quan trọng là cái chất liệu nó có thiệt, còn cái hình tướng để biểu lộ chất liệu đó nó có thể thiên hình vạn trạng. Và vì vậy cho nên vấn đề Quan Thế Âm Bồ Tát có phải là một nhân vật lịch sử không, cái vấn đề đó không có trở thành quan trọng nữa. Tại vì Quan Thế Âm Bồ Tát có thể đang có mặt ngồi sát cạnh ta mà ta không biết.
Trước hết chúng ta phải nghĩ rằng, chúng ta có thể nghĩ rằng Quan Thế Bồ Tát là một khía cạnh của Bồ Thích Ca. Bồ Thích Ca là một nhân vật lịch sử, và trong Bồ Thích Ca có khả năng thương yêu và khả năng lắng nghe. Vậy thì ta có thể nói một cách rất là đơn giản và rõ ràng rằng là Quan Thế Bồ Tát là một khía cạnh của Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư có lòng thương lớn và có khả năng lắng nghe. Và ta là học trò của Đức Bổn Sư, ta làm thế nào để nuôi lớn cái tình thương lớn và cái khả năng lắng nghe ở trong ta. Và vì vậy cho nên Đức Quan Thế Bồ Tát là một thực thể có thật, ít nhất là trong Đức Thích Ca và trong ta, cũng như là trong các vị tổ sư qua các triều đại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng là một khía cạnh khác của Đức Bổn Sư. Tại vì trong Đức Bổn Sư nó có tuệ giác lớn, và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là biểu trưng cho tuệ giác lớn đó. Vậy thì khi mà ta tụng lên câu Nam Mô Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ta cũng tỏ bày cái sự cung kính đối với Đức Bổn Sư. Tại vì Văn Thù Sư Lợi nó nằm ở trong Đức Bổn Sư, và hơn nữa Văn Thù Sư Lợi cũng nằm ở trong ta. Tại vì ta cũng có hạt giống của tuệ giác, và nếu ta tu hành cho đàng hoàng thì hạt giống tuệ giác đó cũng lớn lên, và Văn Thù Sư Lợi cũng thể hiện trong ta, và ta có thể trở thành Văn Thù Sư Lợi. Và vì vậy cho nên cái vấn đề là Văn Thù Sư Lợi có phải là một nhân vật lịch sử không, không có thành quan trọng nữa. Văn Thù Sư Lợi không những có mặt trong quá khứ, nhưng mà cũng đang có mặt trong hiện tại, và cũng đang có mặt trong tương lai. Cũng như Bồ Thích Ca, Bồ Thích Ca đã có mặt trong quá khứ, Bồ Thích Ca đang có mặt trong hiện tại. Tại vì ta có đây cho nên ta biết rằng Đức Bổn Sư đang có mặt, và Đức Bổn Sư sẽ có mặt trong tương lai. Ta biết điều đó tại vì ta sẽ có con cháu, và con cháu ta sẽ tiếp nối ta, nghĩa là tiếp nối Đức Bổn Sư. Và vì vậy cho nên ngay chính cái vấn đề Bồ Thích Ca có phải là nhân vật lịch sử không cũng không quan trọng mấy. Tại vì ta thấy được, ta tiếp xúc được với Đức Thích Ca một cách rất là thực tế, thì ta đâu cần phải hỏi những câu hỏi có tính cách academic nữa. Đức Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy. Đức Bồ Tát Phổ Hiền là biểu trưng cho hành động và cho hành động lớn, great action. Thì Đức Thích Ca là một người có cái hành động lớn. Nếu không có hành động lớn đó thì không có, đã không thiết lập tăng đoàn, đã không đi giáo hóa từ nước này sang nước khác, đã không dựng lên được một cái nề nếp văn minh tinh thần mà nhân loại đã được thừa hưởng trong 2600 năm vừa qua. Và vì vậy cho nên chính Đức Thích Ca là Bồ Tát Phổ Hiền, và Bồ Tát đấy Phổ Hiền là một phần của Đức Thích Ca. Và khi ta lạy một cái gì rất cụ thể, tại vì ta biết rằng cái ước muốn hành động lớn và cái khả năng hành động nó cũng có trong ta, tuy rằng nó đang còn yếu kém, nhưng mà nếu ta thực tập nó cũng sẽ lớn lên. Rồi khi mà chúng ta nói đến Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho cái nguyện lớn. Cái nguyện này mình có thể dịch là vow, có thể dịch là aspiration, có thể dịch là deep longing, có thể dịch là promises. Nhưng mà chữ vow không có nỗi nào đâu. Tại sao mà mình cứ sợ cái chữ vow quá vậy? Vow là lời nguyện, lời thề. Lời thề nó đẹp lắm. Lời thề rất đẹp. Lời thề của Đức Địa Tạng là không có bỏ nhau. Dầu sao đi nữa tôi sẽ không bỏ anh, dầu sao đi nữa thì tôi sẽ không bỏ em. Nhất là trong khi anh, trong khi em đang còn bị kẹt vào trong cái tình trạng đau khổ thì tôi sẽ không có bỏ. Đó gọi là cái tinh thần bất xả. Ở trong đạo Phật nó có danh từ xả, tức là phải buông bỏ. Có những cái mà ta phải buông bỏ thì ta mới có hạnh phúc. Nhưng mà có những cái ta không nên buông bỏ, đó là những người thương của ta. Ta buông bỏ những người thương của ta
thì ta không có giá trị gì cả. Mà những người thương của Bồ Tát Địa Tạng là những người đang đau khổ ở dưới địa ngục. Đó là tinh thần bất xả. Một mặt ta thực tập xả, một mặt ta thực tập bất xả. Xả tức là releasing, bất xả là not abandoning. Abandon là bỏ. Cái trái tim của sự thực tập của chúng ta là chánh niệm. Chánh niệm trong khi ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi vân vân. Và chánh niệm đó nó tạo thành năng lượng. Cái năng lượng đó nó thể hiện, ở đây nó thể hiện được trong bốn mặt. Cái mặt thứ nhất á, là mặt bi, tức là tình thương. Compassion, loving kindness. Tưởng tượng Đức Bổn Sư Thích Ca không có tình thương thì đâu có phải là Đức Bổn Sư nữa. Vì vậy cho nên tình thương là một trong những cái bản chất của Đức Bổn Sư Thích Ca. Thứ hai là trí. Tức là understanding, là wisdom. Nếu không có hiểu biết lớn, không có đại trí, không có Maha Prajna thì Đức Bổn Sư đâu có phải là Đức Bổn Sư nữa. Bởi vì vậy cho nên đại trí là bản chất thứ hai của Bụt. Đại bi, đại trí, trí và bi viên mãn. Đó là lời khen ngợi Đức Bổn Sư. Thứ ba là hành. Action. Khi mà đã thấy rồi, đã hiểu rồi thì thế nào cũng phải thương. Mà đã thương rồi thì không có bỏ được, không có bỏ người thương của mình được. Cái đó gọi là bất xả. Và vì vậy cho nên cái năng lượng của tình thương đó nó đi tới hành động. To love is to act. Thương tức là hành động. Anh cứ nói cái miệng là anh thương mà anh chẳng hành động gì hết thì tôi hơi nghi là cái thương của anh là thương thương miệng, lip service, ở ngoài miệng. Và cuối cùng á, là khi mà có thương, có hiểu, có thương rồi á, thì nó có nguyện. Nguyện tức là lời thề, vow. Và cái lời thề của Đức Địa Tạng là địa ngục vị không, thề bất thành Phật. Nghĩa là khi nào địa ngục còn chưa trống trơn thì con chưa thành Phật, con chưa cần thành Phật. Và cái lời nguyện đó là lời nguyện của những người
muốn hành động, muốn đi tới những cái vùng tối tăm nhất, khổ đau nhất, để đem tới ánh sáng và niềm an ủi. Vì vậy cho nên chánh niệm ở đây nó được thể hiện bởi cái lời thề, và Đức Bồ Tát đại diện là Địa Tạng. Ở đây tình thương được thể hiện bằng hình tướng của Đức Quán Âm. Avalokiteshvara. Và Đức Quan Âm được được coi, được nhận diện như là một người có khả năng lắng nghe. Đức Đức Văn Thù đại diện Manjushri. Biểu trưng cho đại trí. Đây là cái lỗ tai, còn đây là con mắt. Này là tai, đây là mắt. Và hành động là Đức Phổ Hiền. Samantabhadra. Phổ có nghĩa là cùng khắp hết. Hiền là cái lòng tốt. Cái goodwill. Phổ hiền dịch là universal goodness. Và Samantabhadra tức là Bồ Tát của hành động. Bên này Đức Địa Tạng là Đức Bồ Tát của hành nguyện, nguyện lớn. Vì vậy cho nên chúng ta đi tới kết luận là bốn vị Bồ Tát đó có mặt trong quá khứ, có mặt trong hiện tại, có mặt trong tương lai. Bốn vị Bồ Tát đó không cần phải là một nhân vật lịch sử. Bốn vị Bồ Tát đó là một cái thực thể. Tại ta biết rằng khả năng thương yêu, khả năng hiểu biết, khả năng hành động và khả năng và cái nguyện lớn của chúng ta là những cái điều có thật. Tại vì trong ta có thật, trong Đức Bổn Sư có thật, và trong những người khác nó cũng có những cái năng lượng như vậy. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta tụng đọc bốn cái lời này là để chúng ta nuôi lớn lên những cái năng lượng như vậy ở trong ta. Những năng lượng đó nó có ở nơi Đức Bổn Sư một cách tràn đầy, nó có ở các vị tổ sư một cách tràn đầy, và nó cũng đang có trong những người chung quanh ta. Người nào cũng có những cái năng lượng như vậy cả. Thành thử ra tôi cũng cần biết rằng Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Địa Tạng là những nhân vật lịch sử có thiệt hay không. Tôi chỉ cần biết một cái sự thật là cái năng lượng đó nó là những cái gì có thật, và tôi đang tiếp xúc với những cái gì có thật. Tôi không có vẽ cho tôi những cái hình bóng vẩn vơ để mà thờ phụng.
Vấn đề đức tin là vấn đề lớn. Có những người hoài nghi, họ nói rằng là mình thờ phụng Thượng Đế. Giả sử mình thờ phụng Thượng Đế mà Thượng Đế không có thì là mình bất công quá trời. Ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng đầu tư vào Thượng Đế. Lỡ Thượng Đế không có thiệt thì mình cầu nguyện, mình thờ phụng bao nhiêu năm có phải là uổng công hay không? Mình tính toán mà, mình quen làm nhà buôn rồi thì mình tính toán. Mình đầu tư, tu hành là một cách đầu tư. Và bây giờ đây mình không biết chắc Thượng Đế có thiệt hay không, mà mình cứ tin tưởng, mình cứ cầu nguyện hoài, lỡ ngày không có thì mất công mình quá. Và trong lịch sử tư tưởng là người đã có những cái câu hỏi như vậy. Thì có người cũng là tính toán trở lại, nói rằng cứ thờ phụng đức Thượng Đế đó đi, thì nếu có Thượng Đế thì mình về thiên đường, và nếu không có Thượng Đế thì mình đâu có mất gì đâu. Và vì vậy cho nên tôi đi đến cái kết luận là nên thờ phụng Thượng Đế. Mà giả sử mình cũng thờ phụng mà nếu mà có Thượng Đế thiệt thì uổng cho mình biết mấy. Đó là cái chuyện tính toán thiệt hơn của những nhà buôn. Thành ra nếu mình là Phật tử mà mình đặt cái vấn đề hỏi, thì mình hỏi là không biết Đức Quan Âm có thiệt hay không, hay là Đức Phổ Hiền có thiệt hay không, mà mình lại mà mình quán nguyện làm gì, thì câu hỏi đó có thể được trả lời bằng cái buổi pháp thoại sáng hôm nay. Tôi biết bằng kinh nghiệm trực tiếp của tôi là Đức Quan Âm có thiệt, tại vì tình thương có thiệt. Tôi biết bằng kinh nghiệm trực tiếp của tôi là cái lời thề có thiệt, là Đức Địa Tạng có thiệt, là tại vì cái ý muốn, cái ý chí đi tới những cái vùng khổ đau để mà làm công việc nâng đỡ và cứu giúp là cái năng lượng có thật. Hiện bây giờ trên thế giới có những người đang đi về những cái phía đau khổ như vậy. Có những cái Địa Tạng tuổi còn rất nhỏ nhưng mà đang đi vào những cái chỗ địa ngục để đem tới cái sự cứu giúp, làm nhẹ bớt khổ đau. Thì Đức Địa Tạng đang có mặt trong giây phút hiện tại ở khắp nơi trên thế giới, và chính trong lòng ta cũng có một Đức Địa Tạng. Nhưng có thể là Đức Địa Tạng trong ta nó chưa đủ lớn, thành ra bây giờ ta đang không ở địa ngục mà thôi. Nếu Đức Địa Tạng lớn thì ta đang ở trong địa ngục, mà ta đang làm những công việc cứu giúp cho những người khổ đau ở trong địa ngục. Nhưng mà ở trong địa ngục mà ta không có đau khổ của những người ở dưới địa ngục, tại vì trong ta có nhiều tình thương. Tình thương đi tới đâu thì có tình độ tới đó. Thành ra ta ở dưới địa ngục mà ta có hạnh phúc như thường, mà càng ở với càng ở dưới địa ngục lâu thì hạnh phúc ta càng lớn, là tại vì ở đó ta có thể làm được những cái nó thỏa mãn cái tình thương của ta, cái đòi hỏi thương yêu của ta, cái nhu yếu thương yêu của ta. Địa ngục chính là cái đạo tràng tốt nhất, tại vì chính trong cái môi trường đó mà ta có thể nuôi dưỡng cái tình thương và cái hạnh phúc của ta. Vì vậy cho nên khi một vị Bồ Tát có mặt ở dưới địa ngục thì địa ngục nó sáng lên, mà vị Bồ Tát đó không có đau khổ những cái của địa ngục, tại vì cái sự có mặt của vị Bồ Tát làm nhẹ những nỗi đau khổ ở dưới địa ngục và đem lại cái sự thuyên giảm của rất nhiều đau khổ. Thì trong ta ai cũng có một vị Bồ Tát Địa Tạng cả. Nếu chúng ta thở ơ, nếu chúng ta phớt tình ăn lê về những cái đau khổ của con người và của muôn vật, là tại vì Đức Địa Tạng trong ta chưa được ta tiếp xúc. Vậy thì câu trả lời là câu hỏi rằng không biết Đức Địa Tạng có thiệt hay không, không phải là vấn đề với tôi, tại vì tôi biết rằng Đức Địa Tạng có thật bằng kinh nghiệm trực tiếp. Tại vì mắt tôi trông thấy những cái Bồ Tát Địa Tạng ở khắp nơi, ở trong tổ chức Medicine Sans Frontières, trong tổ chức những người thiện nguyện đi vào các vùng đói kém, khổ đau ở trên thế giới. Đó không phải là Địa Tạng thì là cái gì nữa? Những vị Địa Tạng lớn tuổi, những vị Địa Tạng nhỏ tuổi, những vị Địa Tạng không muốn trở về với đời sống tiêu thụ của xã hội,
mà những vị Địa Tạng đó nguyện ở lại càng lâu càng tốt ở những cái vùng khổ đau. Thì đối với tôi, Địa Tạng là một nhân vật có thiệt, không có nghi ngờ gì cả. Chúng ta phải trả lời như vậy. Và chính Đức Địa Tạng đó cũng có ở trong tôi, và tôi đang nuôi lớn Đức Địa Tạng đó ở trong tôi. Với cái tuệ giác đó, thì chúng ta đọc những cái lời quán nguyện này, thì chúng ta thấy rằng những lời quán nguyện này hoàn toàn không có tính cách mê tín cầu khẩn, mà đó là một cái sự thực tập vun tưới những hạt giống tốt ở trong ta và trong những người sống xung quanh ta. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Cái khả năng lắng nghe của con đang còn yếu kém. Mỗi khi con giận, con buồn, con không có ngồi lắng nghe được cái người kia một cách sâu sắc. Vì vậy cho nên con cần tới Ngài, con cần thực tập như Ngài. Chúng ta biết rằng chỉ cần lắng nghe một người khác trong vòng 1 giờ đồng hồ với tất cả trái tim của mình thì người kia đã bớt khổ nhiều rồi. Ấy vậy mà ta không có nuôi dưỡng cái khả năng lắng nghe của ta, thực tập cái khả năng lắng nghe của ta. Và vì vậy cho nên thực tập cái lời quán nguyện này là để thực tập khả năng lắng nghe. Con xin học theo hạnh Bồ Tát, tức là con xin bắt chước Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bất khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Tại vì nghe ở đây là nghe không phải bằng hai lỗ tai, mà nghe bằng trái tim của mình. Deep listening. Nghe như vậy thì mới có thể hiểu được. Và hiểu được rồi á, thì cái khổ đau của người kia tự nhiên nó bớt. Một người đau khổ nhất đời là một người có cảm tưởng là không ai hiểu mình được cả. Nhưng mà cái giờ phút mà có một người chứng tỏ là đã có thể hiểu được mình và nghe được mình, thì cái sự khổ đau đó nó không có còn nhiều như trước nữa. Cho nên trong chúng ta, ai mà tìm được một người có thể hiểu được mình, có thể nghe được mình, là người đó đã có phúc rồi. Vì vậy cho nên mình phải tự đào luyện mình để trở thành một hành giả biết nghe và biết hiểu. Khả năng biết nghe và biết hiểu là khả năng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và chúng ta chỉ cần đọc câu này thì chúng ta đã thấy được rồi rằng là Đức Văn Thù Sư Lợi nằm ở trong Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Biết nghe thì cứu nhân là biết hiểu, và biết hiểu rồi tất nhiên là biết nghe. Vì vậy cho nên Quan Âm và Văn Thù không phải là hai thực thể. Văn Thù là hiểu, mà Quan Âm là nghe. Trong Văn Thù có Quan Âm, và trong Quan Âm có Văn Thù. Đó là sự tương tức của hai vị Bồ Tát lớn, nghe và hiểu. Nghe là trên, hiểu là dưới. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chú tâm ở đây là định. Khi ngồi nghe là thân và tâm nó phải nhất như. Mình phải có mặt thật sự. Mình phải có mặt thật sự. Cái đó gọi là chú tâm. Chú tâm nghĩa là có định. Mà có định có nghĩa là buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại để có thể nghe một cách đích xác. Thành khẩn ở đây nó cũng chỉ có nghĩa là có mặt hoàn toàn mà thôi. Pull yourself together. Be there 100% in order to listen. Cái đó gọi là nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Hình như là mỗi người chúng ta đều có thể làm được như vậy, nhưng mà tại chúng ta không có chịu làm thôi. Thì người nào trong chúng ta cũng có thể nghe với sự chú tâm và thành khẩn cả.
chúng ta ai cũng biết thở hết. Và khi mà chúng ta thở thì chúng ta đưa thân tâm về một mối, và ta có mặt trong hiện tại, ta không có đánh mất ta trong tương lai, ta không có đánh mất ta trong quá khứ, ta có mặt để lắng tai nghe. Và điều này hình như là người nào trong chúng ta cũng có thể làm được. Có cái điều là chúng ta không có chịu thực tập. Chúng ta nghe bằng nửa lỗ tai có chết không? Phải nghe bằng cả lỗ tai, phải nghe bằng cả hai lỗ tai, và phải để trái tim phía sau lỗ tai thì mới nghe được. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Thành kiến tức là những cái prejudices, có những cái ý kiến đã có sẵn trước rồi. Và vì mình có những cái ý kiến có sẵn trước rồi, thành ra mình nghe nó không có lọt, không lọt vào trong cái tâm hồn mình. Những cái điều người kia nói nó có chọc thủng được, mình bóp méo hết tất cả những điều người kia nói. Đó là nghe với tâm không có thành kiến. Đức Quang Thêm là một người biết nghe với tâm không thành kiến. Và chúng ta còn có những thành kiến, và khi nghe chúng ta bị những thành kiến đó nó bít lấp. Và vì vậy cho nên ta không hiểu được là tại vì những thành kiến kia. Thành kiến ở đây là những cái vọng tưởng, những cái wrong perception mà ta đã chưa chấp. Và tu tập thiền quán là để đả phá cái thành trì của những thành kiến và của những cố chấp. Nếu không phá được cái thành trì của thành kiến cố chấp thì ta sẽ khổ, và ta sẽ làm cho những người khác khổ. Do đó cho nên tập nghe với tâm không thành kiến là một phương pháp thực tập rất sâu sắc. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Cái tật của chúng ta, cái tập khí của chúng ta là muốn làm quan tòa. Muốn làm quan tòa, nghe một cái gì thì lập tức muốn phản ứng liền, lập tức muốn phán xét liền. Nó giống như là một cái bức tường. Khi mà liền một cái trái banh vô thì bức tường nó hắt trái banh ra liền. Đó là cái tập khí rất xấu của chúng ta. Chúng ta đừng có làm bức tường, chúng ta phải làm không gian để cho trái bóng liền tới thì chúng ta có thể đi tiếp đón được. Phạm Duy có một bài hát, có một bài hát mà thầy quên. Em là khoảng trống cho tình đông vào. You are space so that love can penetrate. Em là khoảng trống cho tình đông vào. Nếu mà mình làm bức tường thì làm sao mà trái banh nó đi vô được. Vì vậy cho nên mình phải làm khoảng trống. Empty yourself thì mình mới có thể nghe được. Empty yourself tức là mình phải trở thành khoảng trống. Có một câu chuyện thiền là một ông giáo sư triết học tới tham vấn với một thiền sư. Thì trong khi thiền sư pha trà, thì ông giáo sư triết học đó cứ nói hoài mà không có ngưng. Thì ông thiền sư mới cho một bài học. Và trong khi pha trà, ông pha tràn ra ngoài chén trà, rồi nước trà nó tràn xuống khay, rồi nước đầy khay, rồi nước trà nó tràn ra bàn. Thì ông giáo sư lúc đó ông mới ngừng nói, ông nói: "Stop, ngưng lại, thầy không thấy sao? Nước trà đầy ra hết như vậy mà còn rót. Thì lúc đó thầy mới ngưng. Thầy nhìn vị khách quý của thầy, thầy mỉm cười, thầy nói: "Thì cái đầu của ông giáo sư cũng như vậy, nó đầy rồi thì làm sao mà tôi có thể rót thêm được nữa? Cái chén đã đầy rồi mà cứ tôi còn rót, nó làm sao vô thêm được nữa?" Thì bây giờ thiền sư nói: "Thì cái đầu của ông vậy, nó đầy quá rồi, làm sao mà tôi có thể dạy cho ông thêm một chút về thiền được nữa?" Và vì vậy cho nên cái kỹ thuật là empty yourself. Em hãy là khoảng trống để cho tuệ giác, để cho tình thương có thể đi vào. Be space.
biết the empty space. Chúng con nguyện ngồi, xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Phán xét tức là khuyên hướng làm ông quan tòa. Mình đã bị dư luận của những người khác phán xét mình đau khổ rồi. Bây giờ mình cũng muốn làm quan tòa để phán xét những người khác. Bởi vì vậy cho nên phải ngồi nghe với tâm không thành kiến, không phán xét và không phản ứng. Chúng con xin tập ngồi nghe để hiểu. Đúng rồi, mục đích của ngồi nghe là để hiểu thôi. Tại vì mình có những cái ngu si trong mình. Bởi vì vậy cho nên mình nghe. Mình nghe những cái điều nói đúng thì mình hiểu. Mình nói nghe những điều sai mình cũng hiểu được nữa. Tại vì mình nghe điều gì mình cũng phải quán chiếu những điều đó hết. Người ta nói đúng mình cũng học được. Người ta nói bậy mình cũng có thể học được. Mình học được trong cái chiều sâu. Mình biết tại sao người ta nói như vậy. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Tại vì có những cái điều mà người ta nói ra không được. Tại vì họ không có khả năng nói. Những thiền sinh có những cái nỗi khổ niềm đau tới với chúng ta. Và ban đầu thì họ làm như là họ không có cái nỗi khổ niềm đau nào hết. Nhưng mà nếu họ ở với mình 5-7 ngày mà cái tình thân nó phát triển thì họ bắt đầu họ nói cái niềm đau nỗi khổ của họ ra. Nhưng họ giấu, họ không có nói cái điểm chính, họ nói những cái điểm xung quanh thôi. Tại vì trong đó có cái khuynh hướng sợ mình cười. Mình cười. Và vì vậy cho nên họ không bao giờ, họ ít khi nói thẳng cái niềm đau của họ lắm. Họ nói những cái chuyện một bên thôi. Thành ra mình phải lắng nghe rất kỹ. Và khi mà lắng nghe rất kỹ như vậy, mình nghe được những điều người đang đó nói đó. Và mình nghe được những cái điều mà họ chưa dám nói với mình. Và nếu mình không khéo mình hỏi một câu thì người đó sẽ òa lên khóc và nói cho mình sự thật. Một cặp đó có những cái khó khăn với nhau. Thì người vợ tới có những khó khăn với chồng, nhưng mà tới không có nói thẳng rằng là mình khó khăn với chồng. Chỉ nói những cái khó khăn của riêng mình, của con mình mà thôi. Tại vì nói rằng tôi với nhà tôi nó có những cái khó khăn, cái đó cũng khó nói với một người ngoài. Tại vì mình sợ mất cái uy tín của mình, cái prestige của mình. Chỉ khi nào mình tin tưởng lắm thì mình mới dám nói mà thôi. Mà tới làng 3, 4, 5 ngày đôi khi chưa đủ cái sự thân tình đó, chưa đủ cái sự tin tưởng đó. Và vì vậy cho nên nếu có cơ hội gặp một giáo thọ, gặp một thầy, gặp một sư cô thì đã may mắn lắm rồi. Nhưng mà mới có 3-4 ngày thôi, mà mình đâu có ở được lâu. Mình chỉ ở được 5 ngày thôi. Và khi mình nói mình không có dám nói. Và nếu khi mình ngồi nghe mà mình không có nghe với tất cả cái chiều sâu của mình thì mình không hiểu được. Và mình không có thể hỏi được những câu hỏi khiến cho người kia có thể nói ra cái sự thật. Và cái cơ hội gặp gỡ giữa mình với người đó nó không phải là cái cơ hội, nó không có đưa tới cái sự nó không có đáp ứng lại được cái mong ước của người kia. Tại người kia chưa dám nói thật, và mình thì chưa đủ cái khả năng hiểu những cái điều người ta không nói. Cho nên phải nghe rất sâu mới hiểu được. Và khi hỏi đúng được một câu đó, còn vấn đề giữa bà và ông sao, có những khó khăn nào về truyền thông, có những khó khăn nào, có những cái thành kiến nào, có những cái đổ vỡ nào, khi mà hỏi đúng một cái thì người kia không có thể nào tránh được, sẽ òa ra khóc, sẽ nói thiệt với mình hết. Có một em bé 16 tuổi đang nhổ cỏ với sư ông ở trên sân thượng. Hai ông cháu đang nhổ cỏ trên cái đường mòn đi thiền hành. Rất vui. Thì tự nhiên nó ngừng lại, nó nói: "Sư ông ơi, con muốn hỏi sư ông một điều."
là có những cái mà con thấy đẹp mà mẹ con nói không có đẹp, thì con biết tin ai? Con thì thấy đẹp nhưng mẹ con nói là cái đó không có đẹp, con phải cẩn thận lắm mới được. Thì lúc đó sư ông không biết nó nói cái gì. Thì em trai đó nó ở bên Thụy Sĩ, thì nhổ cỏ thêm vài cái nữa thì thầy ngừng lại, thầy nói có phải là tại vì có nhiều cô thiếu nữ Thụy Sĩ rất xinh chạy theo con thấy đẹp quá chừng mà mẹ con nói cái đó con coi chừng nó không có đẹp đâu, phải không? Thì em bé đó rất là ngạc nhiên, tại sao sư biết vậy? Tại sao sư biết vậy? Tại nó không có muốn nói thiệt. Nó không muốn nói thiệt. Và mẹ nó chưa có khả năng để giải thích cho nó sâu sắc thế nào là cái đẹp chân thật. Và vì vậy cho nên nó tới nó hỏi sư ông, nhưng mà không dám hỏi. Nhưng mà sư ông có thể thấy được cái tâm của nó. Và đối với nó là sư ông có tha tâm thông, tức là những cái nó muốn giấu ở trong lòng, nó hỏi mé mé thôi mà sư ông thấy được. Thì cái lắng nghe là như vậy. Lắng nghe là có thể nghe được những điều đang nói, và có thể nghe được những điều người ta không nói mà mình vẫn có thể thấy được. Và sau đó thì nói thiệt cho tất cả cho sư ông nghe những cái gì nó đã xảy ra. Rồi lúc đó sư ông mới có khả năng giải thích cho nó. Tại vì mẹ nó không có đủ cái khả năng ngôn ngữ để mà giải thích cho nó. Là trong khi mình đang còn đi học trung học đó, thì mình phải như thế này thế kia, và đừng có bị kẹt vào những cái bóng dáng, những cái bóng sắc tầm thường. Cái đẹp nó rất là sâu, chứ không phải là cái đẹp nó chỉ có ở bên ngoài phơn phớt thôi. Tất cả những cái đó mẹ nó không có đủ sức để giải thích cho nó. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Tại vì Bồ Tát ngồi lắng nghe và Bồ Tát làm cho người ta bớt khổ rất nhiều, thì con cũng muốn được làm được như Bồ Tát. Con lắng nghe, tại vì lắng nghe là một cái phương pháp rất mầu nhiệm để thiết lập lại được sự cảm thông. Thiết lập lại được sự cảm thông, thiết lập lại được cái sự truyền thông. Trước hết lắng nghe được thì người kia bớt khổ, và cái kết quả thứ hai là giúp người kia thiết lập lại sự truyền thông. Cho nên trong cái cuộc đời của chúng ta đây, cái giai đoạn hiện thời của chúng ta đây, mà những cái phương tiện truyền thông rất tinh xảo như là email, như là fax, như là telephone, chỉ cần nửa phút thôi, một phút thôi là chúng ta đã có thể gửi đi những cái tin tức tới những cái địa điểm rất xa. Trong khi đó sự truyền thông giữa người và người trở nên rất khó khăn. Truyền thông giữa cha và con, giữa vợ và chồng, giữa anh và em, nó hầu như bị cắt đứt. Cho nên cái nền văn minh của chúng ta nó bị phá sản về phương diện đó. Và vì vậy cho nên đời sống trong gia đình không có hạnh phúc. Đời sống quốc tế giữa nước này với nước khác không có hạnh phúc. Đời sống giữa những cái sắc tộc khác nhau cùng chung sống ở trong một cái thành phố không có hạnh phúc, là tại vì có sự chống đối, có sự hiểu lầm, và cá nhân cũng như đoàn thể không có truyền thông với nhau được. Và vì vậy cho nên cái hạnh tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất quan trọng, và hạnh lắng nghe, nghe để hiểu và để thiết lập lại được sự truyền thông. Chúng ta đọc lời quán nguyện, chúng ta phải đọc thong thả. Chúng ta phải đưa vào đó rất nhiều năng lượng để đánh động cái hạt giống tốt nó nằm trong trái tim của mỗi người trong đại chúng. Và đọc lời quán nguyện này cũng là một cách nhắc nhở
để cho ngày hôm nay ta có thể thực tập được cái hạnh lắng nghe của Đức Quan Thế Âm. Lạy Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Trong đời sống mới, chúng ta chạy như những cái mũi tên, chúng ta chỉ biết chạy thôi. Dầu trong khi chúng ta ngồi, chúng ta cũng chạy. Chúng ta chạy ở trong lòng, chúng ta chạy như những người bị ma đuổi. Tuy là chúng ta đang ngồi, chúng ta đang uống trà, chúng ta đang ăn cơm, mà chúng ta vẫn tiếp tục chạy. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thấy được cái sự thật đang xảy ra. Tại vì muốn nhìn thấy cho rõ, cho sâu thì phải dừng lại. Dừng là chỉ thấy, tức là quán. Dừng tức là chỉ. Samatha là nhìn, nhìn sâu, nhìn sâu vào, gọi là quán. Và Vipassana là Đức Bồ Tát Văn Thù là người thực tập thiền quán, và ngài biết dừng lại và ngài biết nhìn sâu. Thành ra chỉ dừng lại là chỉ, mà chỉ nhìn sâu là quán. Modern Vietnamese, modern Buddhist term, nó dễ hiểu hơn là chữ chỉ và chữ quán. Biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật, in the heart of things, và vào lòng người. Lòng người tức là lòng mình và lòng những người xung quanh mình. Lòng đây tức là những cái tâm hành, những tâm hành thương, giận, buồn, ghét, sợ hãi, chán nản, hy vọng. Tất cả đó, tất cả những thứ đó là những đối tượng của cái nhìn, mà mình nhìn làm sao để thấy được cái chiều sâu của nó. Và muốn nhìn thì phải dừng lại. Mà dừng lại tức là không còn chạy nữa. Cho nên cái sự thực tập ở làng Mai là trong khi ngồi, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ăn cơm là đều phải thực tập dừng lại hết. Có thể là mình đang ngồi ăn cơm với đại chúng 100 người, 150 người, và có những người đang ngồi dừng lại rõ ràng để mà ăn cơm các hạnh phúc, thì chúng ta vẫn tiếp tục chạy ở trong lòng. Chúng ta chạy đi đâu mà chúng ta chạy dữ vậy? Ngồi ăn cơm mà cũng chạy nữa. Không có khả năng dừng lại. Mà không có khả năng dừng lại thì không có hạnh phúc. Phải dừng lại trong khi ăn cơm. Ăn cơm là chỉ ăn cơm thôi. Mà anh có thể làm được chuyện đó không? Chỉ có thể làm được chuyện đó không? Tại sao ăn cơm mà cũng chạy? Cứ để cho cái đầu nó chạy qua bên này, nó chạy qua bên khác, không có ngừng lại được. Chúng ta chạy bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ để có cái cơ hội này cũng chạy nữa. Tại sao không ngồi ăn cơm cho đàng hoàng chút? Tại sao không ngồi uống trà cho đàng hoàng chút? Tại sao không ngồi thiền cho đàng hoàng? Tại sao không đi thiền hành cho đàng hoàng? Đi thiền hành tuy là đi, nhưng mà cũng là để dừng lại. Thiền chỉ và thiền quán là bản chất của sự thực tập. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chú tâm và thành khẩn tức là có mặt thật sự, thân khẩu ý hợp nhất. Ta đã học trong bài, trong khúc trước. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Phía trước là nghe với cái lỗ tai không thành kiến, bây giờ nhìn bằng con mắt không thành kiến. Chúng ta phải phá đổ cái hàng rào của thành kiến, của cố chấp, thì chúng ta mới có thể thấy được.
một người Do Thái nhìn một người Palestinian. Cái nhìn bằng cách đó mới thấy được những đau khổ, những sợ hãi, những ước mơ của người Palestinian. Một người Palestinian nhìn vào người Do Thái, phải nhìn bằng phương pháp đó mới thấy được những cái đau khổ, những cái sợ hãi, những cái ước mơ của người Do Thái. Mà nếu hai bên nhìn nhau một cách sâu sắc như vậy rồi thì hai bên sẽ thấy rằng bên nào cũng tội nghiệp hết, bên nào cũng hoảng sợ, bên nào cũng hận thù, bên nào cũng không có an ninh hết. Và khi mà hai bên thấy được nhau như vậy rồi thì mới phát kiến ra được rằng là cứ tiếp tục mà trừng phạt nhau thì sẽ không đi đến đâu, chỉ bằng nắm tay nhau ngồi xuống cùng tìm ra một cái giải pháp. Và lúc đó có thể thiết lập lại được truyền thông. Và nếu người Do Thái và người Palestinian không làm được, chưa làm được, thì chúng ta không phải là người Do Thái, không phải là người Palestinian, chúng ta phải làm được với nhau để chúng ta tới với những người đó và chúng ta giúp họ làm với nhau. Chúng ta sống trong một tăng thân, có hai người không có tới với nhau được, có hai người không có hiểu nhau được, thì ta phải tới với hai người đó để giúp cho hai người đó dừng lại được, hiểu nhau được và bỏ đi những cái thành kiến đó, lắng tai nghe được nhau và nhìn nhau bằng con mắt không thành kiến. Cho nên nghe bằng lỗ tai không thành kiến, nhìn bằng con mắt không thành kiến là phương pháp thực tập rất quan trọng. Đó là phá đổ bức tường của thành kiến, của cố chấp. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng ta không nhìn bằng con mắt của quan tòa, chúng ta phải nhìn bằng con mắt của người thương. Look at the eyes of a lover and not the eyes of a judge. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau. Đây là thực tập tứ diệu đế. Khổ đau nó có mặt và phải nhìn sâu vào khổ đau để thấy và để hiểu được gốc rễ của nó. Tức là nhìn vào sự thật thứ nhất để thấy được sự thật thứ hai là tập đế. Nhìn vào sự thật thứ nhất là khổ đế để thấy được sự thật thứ hai là tập đế. Để thấy được tự tính vô thường và vô mã ngã của vạn vật. Thấy được tự tính vô thường vô ngã, tự nhiên là mình có thể thay đổi cái nhìn của mình. Thay đổi cái nhìn của mình và mình chấp nhận được người khác một cách rất là dễ dàng. Tại vì tôi với anh không phải là hai thực thể riêng biệt. Nếu anh còn khổ thì tôi còn khổ, nếu tôi còn khổ thì anh còn khổ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nương vào nhau thay vì chúng ta trừng phạt nhau. Chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não. Phiền não tức là affliction, phiền não tức là klesha, klesha, tham sân si mạn nghi kiến. Và phiền não ở đây chỉ có thể chặt đứt được bằng thanh gươm của trí tuệ, the sword of understanding, mà Đức Bồ Tát Văn Thù có cái thanh gươm đó. Ngày xưa dưới cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn đã dùng thanh gươm đó. Và bây giờ đây chúng ta đã được trao truyền thanh gươm đó, là thanh gươm chỉ và quán. Nếu không thực tập, nếu không sử dụng cái thanh gươm chỉ và quán, chúng ta sẽ không có đoạn trừ được những cái sợi dây phiền não nó đang trói buộc ta. Nếu ta đang khổ là tại vì ta đang trói buộc, đang bị trói buộc. Và những sợi dây của thèm khát, của giận hờn, của thủ oán, của ngã mạn, nó đang trói chặt ta. Và là đệ tử của Đức Thế Tôn, là đệ tử của Chư Tổ, chúng ta phải biết sử dụng thanh gươm đó để mà diệt trừ phiền não. Trong bài thơ, trong cái bài kệ trao truyền cho Sư Anh Pháp Đăng, nó có câu cung kiếm trao truyền trong nhập dụng. Tức là cái cung kia và cái kiếm kia,
cái gươm kia mà thầy đã trao truyền cho con phải đem sử dụng mỗi hàng ngày, chứ không phải là trao truyền để có một cái, để có một cái cảm tưởng là mình là một vị giáo thọ. Cái bài thơ đó như thế này, cái bài kệ Trường Đăng nó như thế này: pháp môn tìm thấy trên non cũ, pháp môn là cái mà buộc trao truyền lại để mình có thể tháo gỡ những cái đau khổ của mình. Non cũ là cái núi Linh Thứ, mà núi Linh Thứ bây giờ ở đây tức là núi Thầy Nhật, chùa Pháp Vân. Và cái sự trao truyền đã rất rõ pháp môn tìm thấy trên non cũ, đăng họa mười năm rạng cử môn. Đăng họa tức là đèn lửa tức là công phu đêm ngày. 10 năm tức là phải tu tập cho tinh chuyên trong vòng 10 năm thì bắt đầu nó mới có ánh sáng tỏa ra trong cái gia đình của mình. Cái gia đình tâm linh của mình là cử môn, tức là một gia đình lớn, một cái gia tộc lớn. Cử tức là lớn. Đăng họa 10 năm rạng cử môn, tức là 10 năm đèn lửa đây tức là thiền tọa, kinh hành, dùng gươm trí tuệ để diệt trừ phiền não. Thì sau khi Trường Đăng là phải hạ thủ công phu trong vòng 10 năm để làm cho sáng lên cái gia nghiệp của cha ông. Đó là cái lời trao truyền trong bài kệ pháp môn tìm thấy trên non cũ, đăng họa 10 năm rạng cử môn, tức là nó làm sáng lên cái sự nghiệp, cái dòng giống của mình. Cung kiếm trao truyền trong nhật dụng, cái cung mà thầy truyền cho con, cái gương mà thầy truyền cho con là để con sử dụng trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là con bỏ vào trong cái gương rồi con khóa lại. Thì hoa đào nở sáng khắp cô thôn, hoa đào nở sáng khắp cô thôn tức là cái cảnh tượng của hạnh phúc của mùa xuân đạo pháp. Là muốn có cái cảnh tượng đó nó xảy ra trên quê hương mình. Cô thôn là quê hương của mình, thì mình phải làm theo những cái điều mà mình được trao truyền, nghĩa là các cung kiếm trao truyền trong nhật dụng. Cái cung và cái gương mà trao truyền cho con là con phải sử dụng mỗi ngày, mỗi đêm, và con phải thực tập ít nhất là 10 năm thì mới bắt đầu có được cái kết quả. Vậy thì cái lưỡi gươm trí tuệ mà Đức Bồ Tát Văn Thù sử dụng chúng ta cũng đã được trao truyền. Đó là phương pháp chỉ dừng lại, đừng có chạy những bị ma đuổi, và phương pháp quán nhìn sâu vào để thấy cái bản chất của khổ đau, và ta phải thực tập ngày đêm để mà chuyển hóa. Dùng gươm trí tuệ để đoạn từ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. Tại vì nếu mình không có cởi trói cho mình được thì làm sao mình có thể mong cởi trói cho người khác? Mình không có làm giáo thọ cho chính mình được thì mình làm sao làm giáo thọ cho một người khác? Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hành nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng ta đi vào cuộc sống với cái tư liệu nào, với cái hành trang nào, nếu không phải là bằng con mắt và trái tim của ta? Con mắt nào mà ta có thể đem vào cuộc đời nếu không phải là con mắt của Văn Thù Sư Lợi? Nếu ta không có con mắt đó thì ta đi vào trong cuộc đời, ta sẽ bị cuộc đời kéo theo như là một dòng nước lũ. Anh đã có con mắt đó chưa? Em đã có con mắt đó chưa? Nếu chưa có con mắt đó thì đừng có nên vội vã đi vào trong cuộc đời để trở thành ra chàng dũng sĩ cứu tùng lôi cánh gài. Bởi vì vậy cho nên phải có con mắt đó, phải có con mắt của Bồ Tát Văn Thù mới được đi vào trong cuộc đời. Và phải có trái tim đó, tức là trái tim của Đức Quan Thế Âm mới có thể đi vào cuộc đời. Mà có con mắt của Văn Thù và có trái tim của Đức Quan Âm thì mình trở thành ra Bồ Tát Phổ Hiền. Mình có bàn tay hành động của Bồ Tát Phổ Hiền.
Cho nên trong Bồ Tát Phổ Hiền có Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Văn Thù. Các vị Bồ Tát có ở trong nhau. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Đạo Pháp không phải là vấn đề miệng lưỡi, đạo Pháp là vấn đề thực tập. Anh làm sao mà buổi sáng ít nhất cũng gây được niềm vui cho một người, và buổi chiều làm cho một người bớt khổ. Chứ còn những cái điều mà anh nói, nó không có đủ để tạo ra cái sự chuyển đổi đó. Trong cái bài tụng tiếng Anh nói rõ hơn nữa là I vow to offer joy to one person, just one person in the morning, and to leave the suffering of one person in the afternoon. Ít nhất là phải làm được như vậy. Nếu là một vị Bồ Tát nhỏ thì ít nhất buổi sáng phải làm vui, dâng niềm vui cho một người, và buổi chiều phải làm cho một người bớt khổ. Và nếu vị Bồ Tát đó lớn lên thì buổi sáng mình làm niềm vui cho rất nhiều người và làm cho rất nhiều người bớt khổ. Mà mình đâu có cần gì phải làm nhiều, chỉ cần đi thiền hành, đi đứng, ăn sáng, cho nó tinh chuyên, cho nó chánh niệm, là gây được niềm vui cho rất nhiều người rồi. Và khi trả lời sư anh của mình, trả lời sư em của mình trả lời bằng ái ngữ, bằng nụ cười, cái đó cũng là sự thực tập. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Đây là một câu nói nó diễn tả được cái giáo lý của làng Mai, là hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Happiness is not an individual matter. Tại vì trong cái liên hệ giữa mình và người kia, thì nếu người kia mà đổ khổ đau, đố là mình có hạnh phúc được. Cho nên làm cho người kia cười được, tức là mình thấy nhẹ trong lòng. Happiness is not an individual matter. Và vì vậy cho nên mình mà vui được thì người kia cũng đỡ khổ, mà nếu người kia cười được thì mình cũng đỡ khổ. Do đó cho nên chúng ta nói rằng chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự, trên con đường lý tưởng. Thì mình phải làm sao cho con đường đó trở thành con đường vui, the joyful path. Con đường tu phải là con đường vui mới được. Điều này mình phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nếu mà tôi không vui thì tu để làm cái gì? Ngoài đời người ta đã rầu rĩ rồi, khổ đau rồi, mà mình đi tu mình cũng rầu rĩ khổ đau, thì thử hỏi tu là làm cái gì? Cho nên cái bài tụng quy ngưỡng của mình nó có câu rất rõ là tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Phải làm cho được chuyện đó, ngày nào cũng phải có vui hết. Thành ra khi thầy hỏi hôm nay có gì vui không con, thì mình phải trời già có, và mình phải nói vui cái này vui cái kia. Nếu mình không có biết làm những cái giây phút của đời sống hàng ngày trở thành những giây phút vui thì mình chưa phải là nhà tu đàng hoàng. Và vì vậy cho nên tu với nhau tức là phải hợp tác với nhau để tạo ra cái niềm vui trong đời sống hàng ngày, tại vì mình sẽ được nuôi nấng bởi những cái niềm vui đó. Tu tức là cái nghệ thuật làm ra niềm vui và tiêu diệt những cái khổ đau. Ai là những người có ý kiến hay, ai là những người có sáng kiến, phải đem cái tài năng và cái sáng kiến của mình ra để áp dụng vào trong sự tu tập. Làm thế nào để cho ngày nào cũng vui như hồi, ngày nào cũng vui như Tết hết,
Tăng là Đoàn Thế Đạt cùng đi trên đường vua. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Mình giàu hơn mình lường tưởng. Mình nghĩ mình có gì đâu mà cho, thì thực ra mình rất giàu. Tại vì mỗi cái nụ cười, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người cả mà mình hà tiện. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Mình giàu hơn mình tưởng. Mình tưởng là mình là người chết đói chết khát, nghèo nàn, nhưng mà kỳ thực mình rất giàu. Mình có thể bố thí, mình có thể đem lại niềm vui cho rất đông người. Mình có thể ban bố hạnh phúc cho mọi người và mọi loài. Chỉ cần sống cho tỉnh thức, để cho Bụt có mặt ở trong trái tim, để cho Bồ Tát Văn Thù có mặt ở trong hai mắt, thì tự nhiên những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái lời nói hàng ngày của mình có thể tạo ra rất nhiều niềm vui rồi. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối khổ đau tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự. Để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai không còn lối thoát, những ai còn bị bưng bít, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng ta, trong số chúng ta có những người xuất thân từ những cái nước đã từng bị áp bức khổ đau. Chúng ta biết rõ cái đau khổ của những người bị áp bức, bị khổ đau. Thành chúng ta đọc những cái câu này, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng. Có những khi chúng ta ở dưới đáy vực thẳm mà chúng ta không có cách nào để có thể truyền thông được với bên ngoài. Có khi chúng ta phải đổ dầu xăng vào trên đầu chúng ta, trên áo chúng ta, rồi châm lửa đốt để cho ở ngoài kia họ chú ý, họ biết rằng có những người đang đau khổ, có những người đang bị kẹt vào những cái tình huống khó khăn và tuyệt vọng. Thì hiện bây giờ trên thế giới có những người như vậy, họ đang bị kẹt vào trong những cái tình huống rất là tuyệt vọng, rất là khó khăn mà không có thể nào có truyền thông được với cái thế giới bên ngoài. Thì nếu không có Địa Tạng, làm thế nào để thiết lập được liên lạc, làm thế nào để đem tới ánh sáng vào những vùng đó? Mà chúng ta biết rằng ở trong thế giới chúng ta có rất nhiều người, trong đó có rất nhiều người trẻ muốn làm những vị Bồ Tát Địa Tạng, muốn đem ánh sáng tới những cái vùng xa xôi và sâu thẳm như vậy. Chúng ta ở trong cái khung cảnh đầy đủ về vật chất, chúng ta giận hờn nhau, chúng ta ganh tị nhau, chúng ta sâu xé nhau, chúng ta đau khổ, chúng ta không biết rằng cái đau khổ của chúng ta nó không có thấm gì với những cái đau khổ của những người hiện đang ở trong những cái tình huống của địa ngục. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập như thế nào để trở thành một Địa Tạng trong vô số vô biên các vị Địa Tạng, và cánh tay của ta phải thọc tới, phải víu tới, phải với tới được những cái tình trạng khổ đau đó.
tuyệt vọng đó. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai đang bị bưng bít, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Không được làm người, chỉ có thể làm thú vật, không có được làm những thú vật như là con chó còn được cưng, được ăn uống, được có không gian. Nhưng mà con người không có được như vậy, đang đói khát, đang chết dần, chết mòn. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Địa ngục nó có thật, và các vị địa tạng cũng đang đi tìm tới những địa ngục. Có những địa ngục chưa có địa tạng, và có những địa ngục bắt đầu có địa tạng. Và chúng ta phải nhận diện sự có mặt của những cái địa ngục đó, nó có khắp ở trên thế giới. Chúng ta không có cần đi tới một cõi nào xa xôi mới thấy địa ngục. Địa ngục nó nằm ngay bên hông của chúng ta. Trong những thành phố lớn như là Chicago, như là New York, như là Manila, như là thành phố hình Hồ Chí Minh cũng có những địa ngục. Và ngay ở Paris cũng có địa ngục. Và vì vậy cho nên chúng ta phải khám phá ra những cái ổ địa ngục đó, để chúng ta đưa cái bàn tay Quan Thế Âm Bồ Tát đi tới. Ta phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát dẫn ta tới. Và đôi khi ta nhận nhơ, ta tưởng rằng ta không có tạo ra các địa ngục đó, nhưng kỳ thực có thể là ta đã tiếp tay xây dựng, ta đã đồng lõa với cái sự tiếp tay xây dựng đó. Chúng ta mắc tiêu thụ, chúng ta mắc sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta mắc kẹt vào những cái vấn đề nhỏ mọn, ganh tị, buồn chán lẫn nhau, mà chúng ta không biết rằng những cái địa ngục đó đang được xây dựng chỗ này và chỗ khác. Và cái thái độ thờ ơ, bất cần của chúng ta, nó là một cái yếu tố giúp vào xây dựng thêm những cái địa ngục như vậy ở trên trần gian. Chúng ta phải nói rất rõ là tôi không muốn tiếp sức vào cái sự xây dựng những địa ngục đó. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt tới đức vững chãi và kiên trì của đất. Tại vì đức Địa Tạng có hai cái đức lớn là đức vững chãi và đức kiên trì. Vững chãi rồi thì mình mới kiên trì được. Kiên trì tức là không có bỏ cuộc một cách dễ dàng. Không bỏ cuộc một cách dễ dàng, khó khăn cách mấy cũng bám lấy mà không bỏ cuộc, gọi là kiên trì. Tại vì đất là kiên và hậu. Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Chứ hậu với làm sao quên rồi. Địa trong cái chữ Địa Tạng nó có nghĩa là kiên, tức là vững chãi, hậu tức là dày, tức là vững và dày. Mà khi mà nó dày thì nó rất chắc. Quảng hàm tàng tức là chứa đựng rất nhiều, chứa đựng rất nhiều. Trong đó
là có tình thương, có sự hiểu biết, có thể nâng đỡ được, có thể làm chỗ nương tựa được. Và Địa Tạng là như vậy. Đó là sự khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, tức là của Địa Tạng, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như đất. Đất là không kỳ thị, tại vì nếu mình đổ rác vào đất thì đất cũng chấp nhận, mà mình đổ sữa vào đất, đất cũng chấp nhận, tại vì đất có thể chuyển hóa được sữa, đất chuyển hóa được phân rác, và đất không có kỳ thị gì hết. Đất là có khả năng xả, tức là không kỳ thị, không phân biệt. Địa Tạng là như vậy, chấp nhận được hết tất cả để có thể chuyển hóa. Và cũng như đất, cũng được như đất, có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Mình có thể làm cho nương tựa cho người khác hay không? Nếu mình không có đức vững chãi, nếu mình không có cái chiều dày. Bởi vì cho nên nếu con người của mình đang còn mong manh, đang còn mỏng, chưa có vững chãi, thì mình phải tu tập như thế nào để càng ngày mình càng vững chãi, để mình làm chỗ nương tựa cho những người khác. Stability, solidity, đó là đất. Có một anh tên là Nicholas. Đây là một lá thư từ địa ngục gửi lên. Mà cái lá thư này từ địa ngục gửi ra là nó nhờ có một Địa Tạng đã gửi được một cái thông điệp vào trong địa ngục. Đó là cuốn The Joyful Path và cuốn Peace is Every Step. Tại vì các bạn thiền sinh của mình ở Hoa Kỳ có nhiều người họ phát tâm Bồ Đề, họ đi mua những cuốn sách của thầy, những cuốn sách của thầy xuất bản bằng tiếng Anh, và có nhiều cuốn bị bìa sờn, không có được đẹp, thành ra được mua giá rất rẻ, và họ gửi vào trong các nhà tù. Thì có nhiều tù nhân đã đọc những cuốn sách đó và đã bắt đầu tu tập và chuyển hóa. Thì lá thơ này của Nicola là một trong hàng ngàn lá thơ gửi tới, nhưng mà nó tiêu biểu được cho những lá thơ đó. Nicola đã bị kết án tử hình và chờ ngày chết. Và anh ta đã được đọc cuốn Living Buddha, Living Christ ở trong tù. Ngày 28 tháng Chạp năm 97, tức là ngày mà chúng ta nghe pháp thoại về Beginning New ở đây, thì anh ta viết cái thơ này. Anh nói: Dear Thầy, con không biết là cái lá thơ này có thể tới được với thầy không, nhưng con mong rằng ít nhất cũng có một người nào sống với cùng địa chỉ của thầy có thể mở được cái lá thơ này ra đọc để cho con bớt khổ. Cái địa chỉ này con tìm thấy ở đằng sau cuốn Living Buddha, Living Christ mà người ta cho con. Con đã bị lên án tử hình 17 năm rồi. Và tuy rằng cuộc đời của con trong cái thời gian đó có bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu thất vọng, nhưng mà trong con lại có một cái ý muốn là có thể vượt thắng được tất cả những cái vết thương và những cái sẹo đứng về phương diện tâm lý
và tình cảm. Và những cái vết thương đó con đã mang theo vào trong tù, và nó đã chất chứa lớn lên ở trong tù. Con đã từng tranh đấu vùng vẫy rất là khó khăn với cái sự thù hận ở trong con. Có những lúc con nghĩ là con không có thể vượt thoát được. Những cái lúc hận thù đó, con giống như là bị nghiến nát bởi nó. Nhưng mà lạ thay, con đã học được cái cách sống đơn giản từ những cái giây phút đó. Sự hận thù đối với những người đã đối xử tàn tệ và độc ác với con, và cái ước muốn duy nhất của con là con có thể sống sót được mà không có bị điên loạn bởi những cái hận thù kia. Những người hận thù đối với những người đã bắt con, đã hành hạ con, đã làm cho con khổ đau cùng tận. Con không biết tại sao con có thể làm được chuyện đó, nghĩa là con đã có thể vượt thoát được những cái giây phút mà con sắp hóa điên, để con có thể còn giữ được cái sự an lành ở trong con. Con không hiểu tại sao mà con làm được cái chuyện đó, con thoát ra khỏi được chuyện đó. Con đâu có bao giờ nghĩ rằng con hơn ai, hơn được người bên cạnh, cao hơn người bên cạnh chút nào đâu. Và con bằng lòng với, con chấp nhận con. Và ước mơ của con là một ngày nào đó con được thả ra. Và nếu có những người tới gặp con, nhìn con một lát, rồi người đó có thể nói rằng: à, anh này đã ở trong tù 20 năm với tư cách của người tội tử hình, mà bây giờ ngó cũng bình thường. Con chỉ có ước mơ như vậy thôi. Không còn một trang nữa. Con chỉ là một người tầm thường, và con rất biết ơn là trong tù qua 17 năm con đã giữ được cái sanity của con, và con chưa trở thành ra điên loạn. Và với cái niềm biết ơn đó, con đã có thể trân quý được những cái điều xảy ra trong đời sống hàng ngày của con. Khi mà con nhìn mặt trời lặn thì con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mà chỉ ngồi sau cái cánh cửa của con để nhìn mặt trời lặn, con cũng có thể có khả năng hưởng thụ được cái đẹp của mặt trời lặn. Trong cái nhà tù cũ của con á, thì con đã ở trong đó 12 năm, và ngày nào con cũng nhìn vào bức tường gạch trong 12 năm đó thôi. Nhưng mà khi con được chuyển sang cái nhà tù này thì cái cửa sổ của con nó cho phép con thấy được một phần của thành phố, và với rất nhiều cây. Và lần đầu tiên con được tiếp xúc với cây cối và một phần của thành phố, thì con cảm động quá chừng cho đến nỗi con khóc nức nở. Khi mà con đọc sách của thầy, cuốn This Is Every Step, và học được cái giáo lý an trú trong hiện tại, thì con lập tức hiểu được liền cái giáo lý đó. Lâu nay con thù ghét các tôn giáo đã được các tôn giáo được tổ chức, organized religion,
Tại vì tôn giáo nào cũng có khuynh hướng muốn loại trừ những người không có khó đi theo mình. Và vì vậy cho nên con đã cố gắng đi vào trong con nội hướng để tìm cái sự an lành bên trong mà thôi. Con biết rằng con mới bắt đầu học Phật thôi, nhưng mà con đã có thể thấy được cái đẹp đơn giản trong cái sự đi tìm và chứng nhập được cái giây phút hiện tại. Cái nhu yếu phải sống chánh niệm. Cái đời sống vật chất của con nó đã được dồn chứa thành ra một cái gì rất rất khó khăn, rất lao khổ. Vì vậy cho nên con đã học được cái phương pháp biết trân quý những cái giây phút ngắn ngủi. Và nhờ biết trân quý được những cái giây phút ngắn ngủi đó, cho nên cái tư tưởng về lo sợ, về tương lai, về cái chết của con nó không có làm cho con điên loạn nữa và dứt hết cái tính người ở trong con. Và nhờ cái đó mà con bây giờ hành xử như là một người Phật tử. Và con tin rằng là nếu con tiếp tục thì con sẽ tìm ra được một cái sự cải hóa từ từ cho cái đời sống tâm linh của con. Cái điều con mong ước sâu sắc nhất là dầu con có bị hành xử một cách rất là tàn tệ, rất là bạo động, nhưng mà con hy vọng rằng từ cái hoa đó, từ cái rác đó, con có thể biến nó thành hoa. Và con có thể tìm ra được cái an bình ở trong con. Và trong khi đi tìm cái an lành trong con có thể chấp nhận được con. Và con có thể sống một cách rất thoải mái với chính con. Ước mơ của con là sau khi, nếu mà con được thả ra, thì nếu có người tới thăm con, họ nhìn con và họ nói được ra được một câu như thế này: à, anh này đã ở trong tù 20 năm mà anh ngó cũng còn được quá chứ. Con viết cho thầy cái thơ này, hy vọng rằng những cái lời nói đơn giản của con có thể giúp cho thầy chia sẻ với thầy cái chất người ở trong con. Không phải là với tư cách một người đã bị kết án tử hình để chết, nhưng mà với tư cách một người đã được gửi vào đây để học hỏi và lớn lên trong một cái hoàn cảnh mà không có một cái hy vọng tối thiểu nào cho tương lai hết. Cái ý là, cái yêu cầu nào này là nói rằng con viết những cái lời này cho thầy là để chia sẻ với thầy cái chất người nó còn có ở trong con, nó đã được tìm lại ở trong con, để cho thầy thấy rằng một người tội tử hình gửi vào trong một cái hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này mà cũng có thể lớn lên được và có thể tìm ra được một ít an bình ở trong lòng. Thầy hãy bảo trọng thầy, hoặc là ai đọc cái lá thơ này cũng nên bảo trọng người đó khi mà đọc. Cảm ơn đã đọc những cái lời này của tôi. Và ký tên là Nicholas.